bình tĩnh sống, sống thật bình tĩnh và tận hưởng cuộc sống. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video hot nhất của Bình Tĩnh Sống trong tháng 12 này. Tháng 12, thời điểm cuối năm, khi không khí xa lạnh tràn về, cũng là lúc chúng ta nhận ra mùa Giáng sinh đã đến. Khi nói đến Giáng sinh, thì mình tin rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng biết và có khái niệm cho mình về lễ Giáng sinh. Nhưng trong video ngày hôm nay, Bình Tĩnh Sống muốn gửi đến các bạn chi tiết hơn về ngày lễ này. Ví dụ như là Giáng sinh bắt nguồn từ đâu, kéo dài bao lâu, nó quan trọng như thế nào, người ta thường làm gì, ăn gì, mặc gì và đi đâu để tận hưởng mùa lễ này. Và đặc biệt, vì sao lại có ông già Noel? Nào, trước tiên ta hãy tìm hiểu cái tên gọi của ngày lễ đặc biệt này nhé. Việt Nam thì chúng ta gọi là Giáng sinh, có người còn gọi là Noel và tên tiếng Anh của nó là Christmas. Giáng sinh nghĩa là ngày Chúa ra đời, ngày Chúa Giêsu giáng thế. Vậy Noel là gì? Noel là từ tiếng Pháp, có gốc từ Latin có nghĩa là ngày sinh, cũng có ý nghĩa cho rằng nó xuất phát từ từ Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Còn trong tiếng Anh, ngày lễ này được gọi là Christmas. Christ là tước hiệu của Chúa Giêsu, Mass là thánh lễ, nên Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đức Chúa Giêsu. Vì thế, để chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành, tốt đẹp, người ta hay chúc nhau là Merry Christmas. Tuy không thể biết chính xác ngày sinh của Chúa, nhưng giáo hội vào đầu thế kỷ thứ tư đã ấn định ngày sinh của người là ngày 25 tháng 12. Giáng sinh là một ngày lễ trọng tâm của năm phục vụ Kitô giáo. Nó kết thúc vào mùa vọng và bắt đầu mùa Giáng sinh. Theo lịch sử phương Tây kéo dài 12 ngày và lên đến đỉnh điểm là vào đêm thứ 12. Ngày Giáng sinh là một ngày nghỉ lễ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam ta có ngày Tết âm lịch, thì các nước phương Tây có ngày này trong năm là ngày lễ lớn nhất của họ. Đối với họ, Tết hay năm mới không quan trọng và cũng không ăn mừng linh đình như là lễ Giáng sinh. Nó quan trọng và hoành tráng đến nỗi người ta sẽ bắt đầu ngày đi lễ, vui chơi, tụ họp trong vòng 12 ngày và hầu như được chuẩn bị ngay trước khi Giáng sinh năm trước kết thúc. Ngày nay, vì tình hình kinh tế, cuộc sống của con người trở nên thương mại quá. Công nghệ phát triển nên thời gian gặp gỡ và chuẩn bị cho Giáng sinh không còn nhiều như trước, nhưng cũng có thể nói là sẽ diễn ra trong khoảng một tuần lễ. Để chuẩn bị cho ngày này, người theo đạo, đặc biệt là ở phương Tây, họ phải viết ra cái list từ rất sớm, bao gồm vật dụng trang trí, chuẩn bị quà cho người thân, mua quần áo, làm thiệp chúc Giáng sinh, mua vật dụng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, quyên góp áo ấm, vì thời điểm này là mùa đông vào cao điểm, chụp hình kỷ niệm gia đình với ông già Noel, vân vân, những thứ phải làm để có thể đầy cả một trang giấy A4 đấy các bạn ạ. Khi nói về trang trí, thì đầu tháng 12 là từng nhà bắt đầu trang trí. Ở những nơi tiết rơi, họ sẽ làm những người tiết đứng quanh nhà, treo đèn khắp nơi. Đêm đến sẽ là một thiên đường sáng rực đầy đủ màu sắc, lung linh chớp nhoáng. Trong nhà bắt buộc phải có cây thông đặt cạnh lò sưởi. Nó là thứ không thể thiếu, nó như là linh hồn của ngày lễ vậy. Nếu không có cây thông này thì hầu như không còn không khí Giáng sinh và sẽ mất đi 90% sự trọn vẹn. Trên cây thông cũng được trang trí như hình ảnh lấp lánh. Dưới chân cây thông sẽ là những gói quà được chuẩn bị mà các bạn nhỏ tin rằng
nó sẽ là quà của ông già Noel mang đến cho mình. Về trao đổi quà cho nhau, các thành viên trưởng thành trong gia đình sẽ chuẩn bị quà để tặng lẫn nhau. Tất cả đều được gói trong giấy xanh, giấy đỏ, cẩn thận đặt dưới chân cây thông. Thiệp mừng Giáng sinh là thứ cũng không thể bỏ qua. Nó có thể là những thiệp handmade do chính người tạo, đồng nghiệp, họ hàng gửi đến cho nhau trong dịp Giáng sinh, rất ý nghĩa và cũng được người thân nhận treo lên cây thông để cùng nhau đọc trong đêm Giáng sinh. Vào khoảng tuần thứ hai của tháng 12, người ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, trang trí thêm những vật màu đỏ, màu xanh để cửa nhà có thêm không khí, và họ sẽ quyên góp những chiếc áo len, những chiếc quần áo còn mới cho gia đình những người vô gia cư để lan tỏa tình yêu thương và giúp họ có một mùa Giáng sinh ấm áp hơn. Tuần thứ ba của tháng 12 là lễ hội, tiệc tùng chính thức bắt đầu mãi cho đến ngày 25 tháng 12. Nhà nhà sẽ chuẩn bị làm bánh quy, bánh quế, kẹo sô-cô-la, donut, bánh phô mai, bánh táo. Nói chung, Giáng sinh cũng như là nơi hội tụ của thiên đường đồ ngọt. Tất cả những thứ bánh trên đời thường sẽ là làm theo sở thích của người thân, họ hàng trong gia đình để họ biếu lẫn nhau. Món ăn chính cũng thế, theo sở thích của gia đình. Tuy nhiên, ở các nước phương Tây, ví dụ như Anh, Pháp, thì beef Wellington là bò Wellington, một trong những món thịt bò với ba lớp gồm vỏ bột mì, hỗn hợp pate và thịt bò thăn truyền thống. Và nước Mỹ thì là gà tây nướng, thịt xông khói và khoai tây nghiền với nước sốt là món không thể nào thiếu được. Ngoài ra, đối với những người thích ăn rau thì món xà lách là lựa chọn phổ biến nhất. Nếu là người ghiền hải sản, cá hồi đút lò, tôm hùm phô mai đút lò, súp hải sản v.v. Và thức uống không thể thiếu là rượu vang và các loại cocktail. Cuối cùng, món tráng miệng là vô vàn các loại bánh ngọt. Nói chung, Giáng sinh là dịp cho những tín đồ thích ăn uống chìm ngập trong đồ ăn và hưởng thụ cuộc sống trong ngày lễ Giáng sinh. Mùa Giáng sinh, ngoài việc đi cầu nguyện, làm quyên góp, thì chúng ta có thể đi xem phim, những bộ phim phù hợp với vào dịp Giáng sinh, trượt tuyết, trượt băng, đi xem nhà thờ, trang trí lộng lẫy vào hoành tráng, đi ngắm tuyết rơi và uống sô-cô-la nóng nếu đi với người yêu. Thật là tuyệt vời, phải không nào? Đến đêm 24 tháng 12 là đêm Giáng sinh. Đây là giờ phút đặc biệt nhất. Đêm nay là đêm ông già Noel tới để gửi quà cho các em nhỏ. Các em nhỏ tin rằng những gì mình ao ước sẽ được đến tay ông già Noel. Vì lúc nào các em cũng được nhận quà mà mình trông chờ nhất. Các em sẽ chuẩn bị bánh quy để tặng lại cho ông già Noel, sẽ rải thức ăn của tuần lộc ở ngoài cửa để tạ ơn chúng đưa ông già Noel tới. Sau đó, các em sẽ uống sô-cô-la nóng và nghe ông bà, cha mẹ kể cho nghe những câu chuyện về ông già Noel. Các em sẽ đi ngủ sớm, vì nếu nhà nào còn thức thì ông già Noel sẽ không đến được. Ông già thường vào nhà bằng đường ống khói và đặt quà cạnh giường ngủ hoặc cây thông, rồi nhận bánh quy và rời đi. Tất nhiên là người lớn trong nhà phải còn thức và chờ các em đi ngủ hết mới có thể làm được tất cả những điều đó, phải không các bạn? Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 12, cũng là ngày các em dậy rất sớm và xem ông già Noel có gửi quà cho mình không. Theo phong tục, tất cả thành viên trong gia đình sẽ mặc những bộ đồ xinh đẹp, quây quần xung quanh cây thông và lò sưởi để trao đổi quà cho nhau. Đây là lúc ông già Noel linh nghiệm nhất. Tất cả thành viên đều nhận được món quà mà mình trông chờ và khao khát nhất. Và tất nhiên, các bạn nhỏ là người sung sướng nhất vì đã thỏa mãn tất cả những gì mà mình mong chờ và ước nguyện. Họ còn nhận ra rằng ông già Noel là có thật và ông già rất yêu thương, chiều chuộng trẻ em. Vậy ông già Noel là ai? Ông có thật hay không? Ông già Noel, còn được gọi là Santa Claus, là một nhân vật quyền thoại, sinh sống và có nguồn gốc từ văn hóa Cơ Đốc giáo phương Tây. Người được cho là
chuyên lập danh sách trẻ em trên khắp thế giới, phân loại chúng theo hành vi của họ và mang những món quà, đồ chơi, kẹo vào đêm Giáng sinh cho những đứa trẻ ngoan và than đá cho những đứa trẻ hư. Ông già Noel được cho là đã làm việc này với sự trợ giúp của các yêu tinh Giáng sinh, những người làm đồ chơi trong xưởng của ông ở Bắc Cực và những con tần lộc bay kéo xe trượt tuyết của ông trên không. Để nói hết về ông già Noel thì thật là dài các bạn ạ. Có thể là một video nữa đấy. Nhưng để tóm gọn thì nhân vật Santa Claus dựa trên các vị thánh ngày xưa là Father Christmas, Saint Nicholas, Saint Kitts và Kris Kringle, những vị thánh luôn giúp đỡ và tặng quà cho những trẻ em thời Hy Lạp xa xưa. Ông già Noel thường được miêu tả là một người đàn ông khôi ngô, vui vẻ, râu trắng, bụng bự, đeo kính, mặc áo khoác màu đỏ với cổ lông và ống tai màu trắng, quần màu đỏ có cổ lông trắng, mũ đỏ có lông trắng, thắt lưng da và ủng đen, xách một túi đầy quà cho trẻ em. Ông thường được miêu tả là đang cười theo cách giống như hô hô hô. Trước Giáng sinh, các em viết thư gửi cho ông để nói lên mong muốn sở thích của mình, để ông và các yêu tinh Giáng sinh của ông chuẩn bị đến đêm Giáng sinh sẽ mang phát cho các em. Đây là một cách răn dạy trẻ con ở nhiều nước phương Tây. Nếu ngoan ngoãn, học giỏi, làm điều tốt thì ông già Noel sẽ cho quà, nếu không thì ông sẽ cho than đá. Video đến đây là hết rồi các bạn. Bình tĩnh sống, hy vọng qua những chia sẻ trên các bạn sẽ hiểu rõ thêm về lễ Giáng sinh và tìm hiểu thêm về ông già Noel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bình tĩnh sống xin chúc các bạn và gia đình một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và nhiều thành công trong năm 2022 nhé.